Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái sản phẩm dành cho xe đạp. Đây là cái xe đạp của mình. Hiện tại xe đạp của mình là khung ngang và mình có một cái đèn thẳng như thế này. Thì chắc chắn các bạn sẽ không biết làm thế nào để mà gắn cái đèn vào đây được. Đấy. Thì chúng ta đã có một cái giải pháp, đó chính là sử dụng gá gắn 365 độ. Đây là cái gá gắn 365 độ mình mua được ở trên Shopee, có giá là 50.000, ship về tới nhà là khoảng 70. Nhưng mà video này thì vừa làm xong thì đã có người mua cái gá này lại của mình rồi, thì mình cũng bán lại cho bạn ấy thôi. Cái gá thậm chí mình còn chưa sử dụng, mình mới chỉ mua về để review thôi. Đây các bạn thấy là gá này làm rất chi là chắc chắn này, dày dặn này. Đó. Nó có chốt hai đầu này. Bây giờ mình sẽ gắn thử cái đèn này vào trước nhá. Cái đèn này của mình là cái đèn Convoy S2 cộng. Đấy. Như thế này thì các bạn không phải mua thêm đèn xe đạp nữa. Đây. Rất chi là chắc chắn. Và cái đầu còn lại thì mình sẽ gắn vào xe đạp. Đấy. Xoáy này. Đó. Đó, chỉ mất khoảng 2 phút thôi. Mình đã gắn xong cái gá xe đẹp rồi. Bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn xem. Đó, quay 360 độ. Đó. 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 Đấy, thấy chưa? Vậy là chỉ mất khoảng mấy chục ngàn thôi là các bạn có ngay một cái gá gắn cho xe đạp và sử dụng một cái đèn thẳng, không phải mua đèn của xe đạp nữa. Chúc các bạn thành công. Thank you.